bắt đầu thứ nhất khai thác cái đề fx của mình lấy biểu thức này khi x khác 2 đồng nghĩa nhìn vô vậy nó tiến về bên trái số 2 là trừ hiểu là nhỏ hơn 2 trừ đó tiếp x tiến về lớn hơn 2 là 2 gì 2 cộng ổn chưa đó và x bằng 2 thì lấy biểu thức ở dưới ổn chưa thì bắt đầu nhớ gồm liêm fx khi x tiến về 2 trừ với 2 cộng lấy mấy biểu thức hai trừ là nhỏ hơn 2 lấy biểu thức nào số 1 hay số 2 đây là lấy số 1 số 2 lấy biểu thức 1 hay 2 2 trừ là nhỏ hơn 2 trừ 3 tại x bằng 2 gì trừ 3 sao x bằng 2 được lấy biểu thức 1 hay biểu thức 2 suy nghĩ kỹ x tiến về 2 trừ là nhỏ hơn 2 nhỏ hơn 2 lấy đại một ví dụ đi trừ 3 nằm ở đây hay nằm trên đây nếu mà trừ 3 ở đây là phải x bằng 2 được x khác 2 lấy biểu thức 1 hay 2 tiếp tục nghe kỹ nè khi x tiến về 2 cộng là lớn hơn 2 lấy biểu thức nào nè khác 2 nè lớn hơn 2 lấy đại số y 3 có khác 2 không khác 2 lấy biểu thức 1 được chưa vậy khi x tiến về 2 trừ hay là 2 cộng đều lấy biểu thức nào biểu thức số 1 nên hai cái này là viết lại thành một cái hiểu không đó viết lại thành một cái cho nó gọn cho nó nhanh á x khác 2 hiểu không bằng liêm x tiến về 2 x khác 2 rồi ghi vô biểu thức vô đó cái chỗ này quan trọng là phải xác định được cái biểu thức đó bằng bắt đầu thế hai vô đi thì thấy đặc điểm gì dạng vô định không trên không phương dừng bậc 2 bấm máy tính liêm x tiến về 2 x khác 2 2 với 1 đúng không thì lại ghi nhỏ là 2 với 1 rồi bắt đầu a nhân x trừ nhân x hiểu chia x trừ 2 thấy trên dưới rút giống không rút bằng nhớ viết lại thêm một bước cho người ta nữa chứ đừng thế vô liền nha thế vô liền người ta không cho điểm đâu thế vô lộn rồi thế vô ra mấy ra một hiểu tiếp f tại 2 2 đâu x tại 2 nè lấy biểu thức nào trừ 3 hiểu so sánh này với này như thế nào bé. Không ở đây chỉ có khác và bằng thôi không có bé nữa khác đúng không khác vậy có liên tục không không vậy kết luận vậy fx không liên tục tại x bằng mấy đề bài cho kìa 2 3 tại 2 x bằng x bằng 2 trước 3 chưa có xét